Ở đây là thư viện quốc gia. Ở sao? Đây là sao cái? Hay như mặt cái mực trước nè. Đâu? Cái này là mực sao? Anh phải quẹt tay mặt nữa. Không, cái này mực sao? Mà sau lưng quốc hội đó. Bên kia đó. Còn cái tượng này là tượng chi thưa? Tượng này là tượng đài của ai? Của quốc hội. Nhiều mấy cái ông nhiều tên lắm có biết. Quá nhiều tượng đài lắm hay trời nào mà biết. Yeah. Nó dựng mấy ông lên được một mà nó thích nó đập xuống. Ủa vậy? Nó thích thì nó đập, nó thích nó để. Nó thích thì đập. Và bây giờ mình tới cái trạm xe lửa. Chúng ta sẽ bước lên. Sẽ đi tham quan. Đi thẳng. Quý vị, hồi nãy cái đoạn hồi nãy là đi tới tòa nhà Quốc hội. Bây giờ quý đội hữu đưa đi tới cái trên từ tiếng Anh là gì? Dạ? Yeah. The Uni Station. Uni Station. Đó, tới Uni Station. Không có thấy xe lửa của nó nằm trong phía trong. Nằm trên lầu hết, hầm hết. Cái nhà kinh khủng lắm. Dạ. Nhà nó shopping trong luôn mà. Ồ. Nó bự hơn sân bay nữa mà. Ồ, dạ, dạ. Dạ. Chiếc em khác á, vô được cũng cần. Giờ đâu có làm gì? Mình đi ngang mình thấy thôi. Chào cờ đó hả cô? Dạ. Yeah. Đây là cái chi? Dạ. Cái này nó đây. New York Station đó. No. Cái tòa nhà. Đây là nhà quốc hội hết á. Dạ. Yeah. Là chính phủ ở không? Có nhiều cái wing của nó. Ở dưới này á, nó có cái đường hầm. Chắc trong này là cái gì? Mình nói xin lỗi là an ninh đồ cơ bằng chặt chẽ ha. Nhưng mà mình không thấy á. Không thấy cái bên ngoài là cảnh sát họ đứng bên ngoài ha. Nhưng mà về các con mắt, các con tiếp ha chú. Về camera rồi an ninh là chắc là. Tại đi mấy cái viện bảo tàng á, là phải đi thùng lòng dưới hết á. Tại viện bảo tàng tại qua đi băng dưới hầm hết. Là dưới này là trong con hầm á? Không. Không thì chú dưới này có hầm ở trên hết. Chắc chắn có. Ồ. Thì có tôi. Bên ngày mà biết giờ cũng chả để định, không để. Không có rõ. Ồ quá à. Để mình không đi tới cái thủ đô Hoa Kỳ thực sự là cũng nghe nói thôi ha. Hôm nay mới trực tiếp nhưng mà đây là đi băng đêm nha quý vị. Đi băng đêm để các Phật tử cho đi coi trước đây rồi ngày mai mới đi ban ngày. Nhưng mà không biết rằng ngày mai có đi nổi, đi bộ nổi không. Đi bộ thì có mấy cụ cho chiều á. Bởi vì có mấy cụ lớn tuổi quá. Tối ra đi cũng để cho mấy cụ ở nhà chứ đâu có đi được đâu. Đó quý vị thấy không? Quá wow. Các cái dinh thự. Lát ra cũng có cái lát sự dữ dằn. Nhưng mà cái chỗ mà hồi tính một mọc là ở đâu? Cái đấy bên chụp hình đó.
Ồ vậy hả? Đúng rồi, 911 là nó gió. À để gió. Cái mà thầy nói là 6 thương mẫu hả? À, cái dụng mà biểu tình thì cái chỗ hồi nãy 6 thương mẫu là cái ống trúm hả? Dạ. Trúm hồi nãy đó. Dạ, 911 là đeo gió hả? Dạ. À tôi cũng không... Lâu rồi. Thầy đến đó chưa? Thì thấy chưa, đâu có... Thôi cả đời tôi mà... Có ai chở mới đi chứ mà đâu có dịp gì đi đâu. Bữa nay là nhà vậy mới chứ đi hai lần rồi mà đâu tới đây được, là thứ ba mới được tới nè. Thôi luôn đi, giờ tối quá. Dạ, thôi về rồi. Ngày mai. Gì ghê hả? Nó đâu có đưa đi đâu mà đi. Bây giờ mình vô trước mặt quay hao em. Dạ. Giờ mới được đi. Quay hao là cái nhà trắng. Nhà trắng đó. Đâu? Thôi đi, còn lâu lắm. Yeah. Là mình đi ngay nhà trắng đấy, giờ đi ngay nhà trắng nha, chuẩn bị ngay nhà trắng nha. Tàu phải đắp. Mình chỉ có đi hoàng sao thôi, nhà trắng mình phải đi bộ. Thôi mình vô... Đi bộ thôi. Không thì mình đi câu đi ngang. Không, cũng thấy cái ngang. Không thấy hay chứ. Không để em kiếm được. Đó mà để sáng mai. Nó chặn đường. Ồ, cái đường này giờ là giống như khi là dốc lên đó hả? Đó, à, thấy gì trên là cái dốc đó hả? Đường Independent không vậy? Independent. Đây là cái này là đường á, Independent. Đường dung đường gì? Đây, những cái đường này mà nó thiệt ra nó tối mà ra đây mà ngủ rất là sướng, hay ngủ niệm nhà nữa. Nếu mà trời mát đó nghe. Mà ai cho nó sạch gì đâu mà hôm nó bóng đánh, hôm đánh đây là về tòa education bộ giáo dục á, bộ giáo dục của Hoa Kỳ quá wow. À mà ý tôi nói đó, nó sạch cái gì mà hơi son đó, hơi son là gì chứ? À nghệ thuật. Vườn trồng của quốc gia đó. Dạ, luôn là năm nay cũng biết vườn luôn á. Dạ, đẹp lắm. Phải đi bộ. Cái này nó làm mỗi chỗ một khúc chứ nó có nhiều. Bây giờ cái này mà muốn mà đi bộ tham quan hết này nó là phải đi cả ngày trời á. Ồ, đi 3 ngày chưa hết. Có 3 ngày đây. Đi tuần lễ luôn cũng. Nếu mà mình vô trong mình coi. Nếu mà ai muốn đi coi. Mấy cái bảo tàng gì hôm nay á là free hết. Không có đồng tiền gì hết. Không có chỗ nào mà free, chỉ có ở DC là free. Nhưng mà bây giờ nó phải xin phải đăng ký. Không, được không bảo vệ bảo vệ thang khỏi. Anh à, cần phải đăng ký nó mới cho vô. Để nó cho vô nó mới cho nhiều. Cho một số thôi. Không, nếu mà đăng ký thì mình chịu nhanh. Không đăng ký thì mình chịu xin nhanh. Nghĩ không, mình đừng nói vui. Thật sự ra mà cái người ở đây cũng đâu cho homeless đi đi ở ngủ có, bài chứ giống gì ở đây nó ở rồi nó đang làm cái liều ở luôn á. Ồ vậy hả? Nó lạnh quá mà hồi xưa là văn liều á, nó lại nó hốt hết á. Bây giờ nó không cho hốt nữa. Có nghĩa là người ta lạnh quá rồi người ta phải cho nó sống rồi để với mình nó sống trong cái liều đó đi. Mùa hè được mà được đi là phải lạnh quá rồi. Ta không có nhà. Đúng rồi, là dân chủ mà ha. Cái viện bảo tàng space. Yep. Không gian. Nhưng mà cái bảo tàng không gian của nó mấy cái mà phi cơ bự á, giờ đã qua bên để ngoài trước ở ngoài. Bên vị trí hết rồi. Ừ. Để ngoài đó thành ra nếu mà là hơi đi á, mà muốn đi có bảo tàng không gian. Ngoài đó cũng đẹp. Được thấy cái mình có. Còn hôm nay là mấy cái máy bay. Miễn phí trên đầu xe thôi. Vậy đầu xe thì tính tiền nhưng mà vô coi miễn phí đó. Đầu xe một chiếc, đi một chiếc cái đầu có 8 đồng. Mà giống đọc hát quá vậy. Này giống như đọc hát phải không? Cái gì đây? Là biểu bảo tàng. Tàng của Ấn Độ đó em. Cái gì đó? Hoshon. Cái nghệ thuật mà cận đại. Yeah. Quá wow, thật sự ra như vậy là nếu vậy là DC là đây viện bảo tàng này nhà yeah, nó giá trị DC với New York cái nào giá trị hơn? New York là cái chỗ nó buôn bán tấp nập. Nhưng mà hành chính của quốc gia là ở đây ở đây
ở trước mặt mình là viện bảo tàng của agriculture là về gì đó, nông nghiệp. Yeah. Hai cái bên luôn nông nghiệp. Wow. Này hai cái là nông nghiệp này. Nghĩa là xây dựng biết bao nhiêu tiền ha. Về nông nghiệp thôi thầy. Hai cái là nông nghiệp hết. Yeah. Wow. Coi như là cái tối rồi trong này là không ai ở luôn á. Chỉ bên, là giữ gìn bên những kia cái... là viện bảo tàng đúc tiền. Yeah. Cái chỗ đúc tiền. Yeah. Đúc tiền, in tiền á. In tiền á, in tiền. Vâng, yeah. Vâng. Đây về. Xung quanh là bóng đó, bây giờ mình thấy gì hết. Đi về mới. Hoa đà là cũng xung quanh hết. Xung quanh hết. Không, ở đây đâu có hoa đào á. Đi không, bên xung quanh cái cây á, cái bút chì á. Nhưng mà cái bút chì không mà rồi cái này là ý nghĩa gì mà hồi đó thì cứ nghe nói mà rồi không hiểu. Cái bút chì á. Nó là một đền kỷ niệm. Kỷ niệm của Thăng Long Nam Minh của đi xuống đó tổng thống Washington. Ồ. Xây lên cao. Xây đó. Dạ. Ồ, đây là cái tháp bút chì. Mỗi một ông tổng thống có một cái đền kỷ niệm hồi xưa đó. Nhưng mà Washington là có tiếng nhất. Không đầu tiên. Cái Lincoln cũng nổi tiếng. Cái cây có bự đó. Lincoln đã mình đi qua rồi. Giờ mình sắp tiến tới Thomas Jefferson. Dạ. Còn tròn, còn hình chữ nhật. Mỗi ông còn ông này thì ông có cái ông FDR đẹp lắm, trên đẹp đi bộ. Ông này là ông gì? Washington. Washington là tổng thống đầu tiên nè. Cho nên cái thứ ba này đặt tên ông luôn đó. Mình tuy là coi vậy chứ mình đi bộ vô xa lắm nè. Xa nha, đi bộ xa. Thầy mà mai về là không làm gì được hết. Dạ thôi, về là quý quá rồi. Mai mà đi một ngày là mốt mà về ok. Rồi đi ngọn này em à. Giờ này muốn gì này làm việc ha. Là còn đếm không hả? Còn đêm chứ còn ngày thì là còn ngày bận quá. Yeah. Ông ấy đi thẳng đi theo thằng đó luôn. Đi thẳng bên kia phải không? Okay. Để giới thiệu cái chỗ mà in tiền á. Các người có vô in tiền không? Anh đi vòng qua chỗ sách của sinh. Yeah, thì đó đi. Đó. Xuống. Cái việc mà làm công trình đường thì buổi tối thì chắc là mình nói xin lỗi là lương cao lắm em. Chuyện này là chắc quyến thuộc của thầy Khai chắc phải đi qua bên thấy thầy Khai quay về chắc là họ sẽ hoan hỷ mai mốt họ đi qua đây ạ. Ở đây mà bao chiếc xe từ tách xịt lái luôn lên đây. Thấy rồi. Tôi biết rồi. Bạn đô lết trước. Ông làm những cái thóc hoài trên, cái thóc bên ngoài mà không có mắt. Mà chuyện là cái dấu quán gì thì coi là trời mắt cái người đi chơi, mưa tầm tả này đi về, mình quán. Đâu thóc là đi chơi. À, mắt lung linh. Dạ mắt mơ quỳnh quờ mà nói tại không phải đó là tôi mắt này mắt mơ quỳnh quờ mà mắt
má mắt hồi xưa má cho mắt đẹp, trời sao gì mà lây thầy tài như vậy. Lấy tôi cái gì? Bắt trước như vậy gì hả? Lấy gì? Cái gì? Dướng rồi. À, tôi nói nãy nó ăn dừa sát đó. Trong mì đó. Con cũng ăn quá trời. Không, có nghĩa là không có bị allergy thì thôi. Tôi bị allergy mà tôi ăn cái gì mà nó bị mà nó giờ nó xuống rồi nè. Giờ con đen cũng thấy được. Dạ. Đen nhà trắng đi. Không phải. Nhà trắng vậy, bên kia rồi. Anh ấy có chỗ nào quẹo không? Không được. Anh với cái thái tôi biết đó phải không? Thì mình đi theo đường đó thôi. Anh đi vòng trở lại. Dạ, dạ. Thái tôi biết đi. Coi cái Cô tôi mới vô. Cô tôi mới vô thì giờ ok rồi. Mọi người ơi. Rồi. Cái là thông báo xe phía sân đó. Đó đó. Tất cả cái cây xung quanh này rồi còn là phố ăn đào hết. Đó. Ở xuống này là cái hồ. Đấy, cái hồ Thái rồi bên. Một đời là tổng thống mới làm cái gì cô vậy? Chỗ đó mà xây hết được trời. Đời là tổng thống mà làm gì thì sao là hết chỗ này làm được? Hồi xưa. Hồi xưa mới được cái giờ làm được đó. Có công lớn. Có cái đền của ông Mạo Lý Tư Kinh lớn lắm. Dạ. Cái này là cái quán đảo đó cô. Quán đảo đó, dạ, tất cả quán đảo đó. Tất cả hoàn đảo hết. Anh đi vô lên lên mặt đi. Ồ. Nó này nằm trong một hồ. Có rác đâu anh? Cái chỗ nó cho đi. Nó có chiếc cano ra ngoài đi thuyền chơi á. Đó hoàn đảo đó, đây là hoàn đảo hết. Ồ. Còn không? Còn. Mệt lắm mà mệt. Còn á. Mấy cái bông hả? Hôm trước là bông đầy nhóc. Biết rồi bây giờ, biết. Thì cũng còn đỡ thì cho người ta hưởng mùi một tí đi. Ta hứa trời. Má bệnh tổ trang đó chứ, phấn nó xuống là bệnh nó allergy nữa. Bên này là viện đúc tiền đây. Ồ. Oh. Dạ. Yeah. Không mà mưa là mở cái trời. Dạ. Yeah. Tổng thứ năm á, tổng thứ năm của nước Mỹ đó. Còn Lincoln là thứ bảy. Jefferson. Đúng rồi. Jefferson là thứ năm. Lincoln là thứ bảy. Có cái gì thôi à? Ổng làm cái gì mà có ổng chứ sao có hỏi là thứ mấy? Chỉ học thì nó hỏi là chiến tranh nào, ông nào và nói gì thì nhớ mấy câu chưa học xong. Cái chưa học xong thì nó chưa học xong thôi. Thế nhưng mà bữa nay lên đây học với cùng đi chơi không mà. Chưa học xong, 3 tuần mới thi. Bình tĩnh. Nhưng mà nó chỉ nói Washington, nói là Washington là cha là người thứ nhất thôi, là tên ổng một mấy lần thôi. Còn nó là Robert Wilson vậy. Roosevelt. Đó. Dạ. Yeah. Ở trong đó là không ai vợ, trong ngủ luôn hết á. Đó như là cái lăng tưởng niệm đó. Có canh không cô? Ồ. Giống như là cái lăng tưởng niệm vậy đó hả? Dạ, chúa mình gọi là lăng á. Chưa đâu. Đừng vô đâu, nếu cho không còn mở cửa không. Ông đứng khỏe nha, ông đứng hoài, ngồi xuống vô trong nghỉ đi. Đừng cho vô đâu. Đừng vô, thầy nói nghỉ, ông vô, ông ngồi xuống nghỉ, đứng hoài à.
nó nghỉ cho mên đứng hoài à, đứng quanh mình, nó mình có thể đi bộ vô được mà, nhưng mà anh vô làm chi giờ này, giờ này đâu có cho vô. Thì mấy xe tham quan nè, ồ ta cũng tham quan đông quá nè, không có người vẫn ngại đấy, còn đi không xe này xe Phú Yên tất cả đây là hoa anh đào hết đẹp ha, đi cũng nhìn nói qua thấy cái tháp luôn. Để có ai cần phải đi chịu đi kêu gì không? Đây không có. Đây không có. Ủa gì đi bộ vậy hả? Cái bộ đó xe bus đó. Cái xe bus đang đợi đó. Chứ nó xe bus đâu được người vô đó. Ừ. Đó, đây đi đường đấy là đi hoàn toàn hết á. Bây giờ muốn xuống chụp cái không? Chụp thôi, tối rồi mà chụp thì nó chết. Đó, nó bấm còn đó. Sáng mai chở đi. Sáng mai vừa lắm. Giống như vậy, tối hay đèn là sáng mình phải bình không gian của sáng. Đừng ăn chụp giờ tới vui không thấy ai thấy cái đèn. Dạ. Rồi, dạ, bây giờ về đó phải không? Con đi còn có hai cái đài nữa. Sáng mình chụp đèn. Giờ tới tối hay đèn. Mấy cái sân bay của NASA DC. Quốc đội. Cứ 2 phút là có một chiếc lên, chiếc xuống, liên tiếp như vậy cả ngày luôn. Nếu mà thầy đi mùa hè đó, nó có cái tour đó đi chiếc xe đi trên đường rồi xuống đây đi dưới nước, rồi cho mình đi qua luôn. Mùa hè. Mùa hè như quý vị. Sắp chế còn cái này là Lincoln nè, Lincoln Memorial tổng thống. Năm ngày ngày mai nó có cái tour để cho mình đi. Thì có không, bao giờ lành quá nó không đi, lành không đi. Không, nhưng mà đây là cái đài tưởng niệm FDR Roosevelt đó, là Roosevelt này. Đây là Roosevelt đó, còn cái đấy là của ông Martin Luther King. Người ta còn xe bus còn đi kìa. Mà thật sự mà nói thì nếu như người Việt Nam mà đi du lịch qua đó thì cũng đi tiểu bang nào thôi, chứ làm sao mà đi hết được nước Mỹ. Nó chỉ có đi bờ Tây và Đông thôi. Dạ, thường thường đi mấy người Việt Nam qua không có người nào đi bộ nổi trên. Không, nhưng mà Việt Nam qua thì chỉ có đi đa phần đi Cali, đi Sơn Phăng. Chứ đâu có mai đi. Wow, xe tới giờ này mà còn mấy xe bus bị đã quá, chừng nào xe nào hết đời tôi bỏ rồi ông tiếc kìa lấy kỷ niệm. Cho vô chứ, cho vô được. Bây giờ tới quá. Bây giờ mình đi dọt ha. Mai mình tính, ok. Anh mình đi qua cái Hanscom đi. Đừng qua giờ tối quá, sẽ đóng cửa. Thôi giờ mình về đi. Thì cảm ơn rất nhiều. Đi thay rồi. Mừng quá, tao quá ơi, anh đi vậy là mừng dữ lắm rồi. Có bao nhiêu tiền của Trương Hãng? Trương Hãng đi. Thầy biết chứ bộ. Tụi này ở đây tối ngày. Nếu mà thầy mà đi... Thầy mà nó đi, mà đi chơi nữa, còn cái chỗ mà đi chỗ mà nghĩa trang quốc đội á. Dạ. Một cái hai cái còn lại có được rồi. Nó đội gác đẹp lắm. Dạ. Nếu thường thường mùa hè lên đẹp vui. Dạ. Nếu mà thầy tuần hai tuần trước á mà lên á. Rồi cũng qua đào không đó. Dạ, mà trời nắng đó, ít người đẹp. Thôi xin chào. Quá là xe buýt nha. Cái đó là Lincoln đó. Dạ, Lincoln đây. Mùa hè đó, ở đây đi chơi cũng sướng lắm. Trời nắng, nóng quá, mình đi chơi đã. Rồi cái nó chơi nước
bao giờ xin chào quý vị nghe. Kết thúc đây để đi biết là ngày sáng mai đi bộ. Thôi giờ chào đi. Mai đi bộ nổi, không lên lên cần. Không đi bộ nhưng mà nghe là mai ban ngày chứ còn chưa chắc thì đi bộ nổi quá. Có xe lăn hả? Dạ có. Có hai bà già đó. Thôi ai đẩy? Ô Phật. Thôi giờ chào quý vị em về. Ở trên này đó là Kennedy Center đó, là cái trung tâm mà đây này.